Mời quý vị và các bạn tham quan sân vườn nhà anh em Mạnh Cường ở Phúc Thọ. Những cây anh Cường chơi thì phần lớn là những cây nó hoàn thiện và thể loại cây thì cũng rất là phong phú, nhiều thể loại cây khác nhau nhé. Những cây có cái giá trị nghệ thuật rất là cao và giá tiền thì tôi cũng đã tham khảo, anh Cường cũng sẽ cân nhắc để đưa ra cái giá để giao lưu nhanh với các bác. Cây đầu tiên giới thiệu trong video này là một cây trời mòi ký đá. Các bác xem, nhìn cái đá làm đẹp chưa, nhìn sướng. Cây đá khô như này, đường chuyển rất đẹp nhé, phần méo mó, nhìn cái chùm quả nó rất là sướng nhé. Báo cáo các bác là đây một cây trời mòi mà em xin giới thiệu là cũng thật sự là hiếm gặp thì nói là đúng rồi, nhưng mà cây này cũng em chơi rất nhiều cây ăn quả. Và cây trời mòi cái một cái cây này là cây khai thác ở trong rừng mà nó lại có thân thủ nó tự nhiên thế này, không ai tác động gì cả, mà em chỉ về em tác động những cái cành rơi xuống thôi đấy, những tác động những cành nó rơi xuống thôi. Cây này thì chiều cao nó cũng được tầm 1m1, 1m2 gì đấy, tán rộng nó cũng thế. Cái này thì em làm đá rất ưng một tác phẩm làm đá một cây trời mòi. Bây giờ báo cáo các bác là đá này nó chưa đẹp đâu, để một thời nữa nó đổi màu, nó giống nhau nó mới đẹp. Đấy, sau nó giống nhau thì nó rất là đẹp. Cái này là mới làm đá, sau này nó mới làm 4 năm. Nó rêu phong lên thì nó rất là đẹp. Các nhìn cái chuyện của thân nhé. Cái cành này trên bông cục, cành anh Cường vẽ rất là đẹp. Cái này chắc là anh Cường mới điều chỉnh lại một đôi chút. Chưa, bây giờ cứ hết quả anh ạ. Chơi những cái cành lộc nó mới ra sau em phải bẻ chứ. Em bể hết cây này đến để đến sang năm thì nói thật là bác thì bán nó sẽ ấm, rất là ấm và quả nó rất là nhiều. Sang năm nó phải sao gấp rưỡi hơn thế này. Theo như anh Cường chia sẻ thì cái quả này nó ở trên thân rất là lâu, rất là bền nhé. Quả này được 7 tháng bác. Đấy, chơi sướng chưa? Chơi 7 tháng quả, nhìn sướng chưa? Nếu mà cây vành thân ở đây, anh thân đây được 19 ấy, chiều cao từ mặt chậu lên là cây này được 1m1, tán rộng của cây đẹp thì em chỉ phép em đo là tán rộng 1m15. Cây này tôi quan sát kỹ là cũng là cây hàng sạch nhé, không có sẹo nhé. Cây này không sẹo đấy ạ. Đây là những cái u nó bác ấy thích nổi thích. Nhìn sướng là thích, đã mắt. Chi cành vẽ rất là mềm dẻo nhé. Nhìn chùm quả nó treo sướng nhỉ. Sướng thật. Chơi những cây này nhà sướng. Tổng dáng kiểu khác nhé, cây sạch sẽ không có sẹo. Ký đá rất là đẹp, hợp lý nhé, bộ rễ của nó xem. Thật ra bác làm được hòn đá ký vào cái cây này là mất 3-4 ngày để bác nghiên cứu, không phải là tự nhiên mà cứ làm được, phải chọn những hòn đá nó mới vất vả. Chọn hòn đá thì luôn được hai cây rễ này vào. Đó là một đống đá mà chọn được mỗi cây, ký một cây này, mỗi cây nó một cái kiểu nó khác nhau, làm đá nó khác nhau. Cái này giao lưu thì bao nhiêu anh? Cái này em xin giao lưu giá 26 triệu. 26 triệu cây trời mòi này nhá. Một tác phẩm phải nói là rất là độc đáo, ít gặp ở thị trường những cây như này. Và quan trọng là cái giá trị kỹ thuật của nó rất là cao. Cây độc lạ mà giá trị kỹ thuật rất là cao. Các bạn nhé. Cây tiếp theo này, cây bông tre. Cái này em sẽ phép đo luôn cái vành thân để cho quý khách hàng xem là 21 bạn. To. Chiều cao cây này thì được 27, tàn đổ xuống được 47. Cái này là bao nhiêu tiền? Cái đấy 6 triệu rưỡi bạn. 6 triệu rưỡi cái bông trang này nhé, à, chân đế của nó đẹp, trải gần cái đấy mặt chậu nhé. Cái đấy không có cái dây dựng nào nữa rồi, cái đấy là làm nó mịn lắm. Tôi vừa nhìn thấy một tác phẩm của nó à đấy, cực kỳ đặc biệt. Vì các bạn nhé, đấy, các bạn cảm nhận được chưa? Báo cáo bác, đây là cây ruối mà em đục trực tiếp vào thân là ông thần tài này. Đấy. Ông thần tài. Cái cây giấy, cái ruối này em rất là
Thế một cái là em chê mỗi cái là em chưa thay được cái chậu này. Đấy, lứa thứ hai thì em lọc ra em sẽ thay chậu. Cái này phải thay chậu bác. Thay một chậu khác nó bé hơn. Và nó có độ dài ngang này, cái tàn nó đẹp hơn. Bông tán mịn, lá bông khô tán nhỏ. Thì mịn. Bác xem lá nhé. Thì cây này quá nhỏ, cây này quá dài. Đấy, so sánh với móng tay thì thấy nó nhỏ như nào nhé. Đằng sau của nó thì các bác lướt qua đằng sau cho em cho khách xem. Đấy. Đây là cái dòng suối khai thác bác. Dòng suối khai thác nên là không chém được, đằng sau vẫn phải có sẹo, những vết cắt này vẫn phải có. Như dần dần nó sẽ mo bo lại, nó sẽ như bên này thì nó rất đẹp. Đây đó, tại chỗ này được 64, chiều cao cây này được 56, tán rộng cây này 68. Cái này giờ để bán giao lưu thì là em xin giao lưu giá 12 triệu. 12 triệu tác phẩm dưới này nhé các bác nhé. Vâng. Là em thuê đục cái ông này là mất 2 triệu tư rồi. Đấy. Chưa kể công xe ô tô mang đi ạ. Chưa kể. Đấy, 2 triệu tư cái đục mỗi ông tượng này. Và nhìn cái bức tượng này thì các bác cảm giác lúc nào cũng cũng vui tươi, thoải mái, vui tươi các bác. Tâm hồn lúc nào cũng vui tươi, thoải mái. Cây sam, sam trái bác. Cây đang ra quả đây. Cây này quả đang mịn rồi nhá. Đấy, đang ra quả. Quả nhỏ lắm. Đó. Cây nung gai sần nhá. Cái đường trưởng thân nó có sen nhá. Đẹp lắm. Đường trưởng thân. Em có đôi cây giống hệt nhau. Cây bên cạnh bác nữa. Đấy. Hai cây là một cặp. Già lắm. Quay luôn cây thứ hai nó sen nhá. Đấy, cây nó cái form cây nó cũng gần giống nhau. Hai cây này giống nhau. Kích thước thì nó cũng 10-19 rưỡi. Chân đế này. Cây này chắc là vào giá của bộ đôi à? Vâng, từng cây. Cây này từng cây một bác. Vâng. Cây này đem giao lưu giá 7 triệu một cây bác. 7 triệu cây này nhé. Rồi cây này là bao nhiêu? Cây đấy là 7 triệu. 7 triệu cây này nhé. Cây muốn lấy cây nào đấy, bởi vì nó là một đôi rồi. Đang ra quả. Tầm khoảng từ Tết quả sai chích luôn. Cây đáng chơi này. Không còn một cái tí dây nào nữa đâu. Cái này là em nhìn rất là phê, còn một hai cái dây mình nữa, nhưng mà em chưa có thời gian lấy nốt đâu, còn cơ bản dỡ hết 90%. Mình phê quá. Sao hết mịn nó nha. Thích. Chân đế này. Chân đế cành mịn. Sương râm của nó nhìn. Sương râm đã thật. Đấy. Đấy. Tác phẩm này em giao lưu giá 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi cây sam này nhé. Sam trái. Sam trái nhé. Cây Nam Điền. Đây là cây Nam Điền. Cây này là hàng tương lai các bác ạ. Cây này nó là một cái ngọn bác ạ. Ngọn một cây. Ngọn một cây xanh cắt ra. Ngọn cây xanh Nam Điền cắt ra. Đấy. Cây này thì cũng gần hoàn thiện rồi. Nếu để chơi cây này mà khách hàng nào mà để nuôi thì cây này sau nó tương lai sẽ ra tiền. Cây này cao có 40. Tàn ngang của nó 40. Cây này bao tiền? Cây này em xin giao lưu giá 7 triệu ạ. 7 triệu cây xanh này nhé, cây Nam Điền. Cây còn hoàn thiện. Cây có ưu điểm rất là già. Và cái đường chuyển của thân thì nó cũng rất là 3D. Co lắp đẹp nhé. Đây thì còn rất nhiều những cây mịn nét nhé. Đấy, quý vị các bạn có dịp thì cái thăm vườn của anh Cường. Bây giờ sang xem thêm một cái khu vườn nữa. Tham quan thêm nhé quý vị các bạn nhé. Cũng ngay cạnh đây. Hai cổng thì cạnh nhau. Nhìn lướt qua cái sân vườn thứ hai của anh Cường nhá, cũng rất là nhiều cây và cây thì cũng rất là phong phú, nhiều loại. Các bạn xem nhá. Đây, bác quay cho em cây này. Khế. Bởi vì báo cáo bác là em xin giới thiệu với bác là một cây khế. Cây khế này thì em đã chơi vài năm ở nhà em rồi. Đấy, vừa rồi là khách hàng có bảo em là năm ngoái chơi nhiều quả, thế thì năm nay có quả hay không? Đấy, thì em phải chứng kiến luôn thì hôm nay bác đến này. Cái khế bây giờ nó, nếu em để bao nhiêu quả được bấy nhiêu á. Nhưng cái này em năm nay em để 50 quả. Năm ngoái em để 40 quả, năm nay em để 50 quả. Để bác quay cho em là nó thích cái là nó khi trùng khế này ra nó đỏ bóng.
đấy, lạ chưa đó. Khi sau nó lớn cho ai nó chuyển màu xanh, màu xanh cho nó chuyển màu vàng. Ừ. Đấy, ba thế hệ quả. Các bác đã thấy cái khế nào mà quả nó màu đỏ chưa? Có khi nhiều quý vị các bạn lần đầu tiên nhìn thấy cái khế quả này màu đỏ như này. Đấy, bác cứ quay ký cho em là xài ghê không? Nhìn nên cái này chùm này sao em phải vặt bớt ấy? Em chỉ để hai quả thôi. Nhưng cái chùm này đã nó có tới khoảng độ hơn chục quả rồi nhá, chùm nhỏ nhỏ này. Đấy, siêu quả luôn. Đấy, bác nhìn này. Quả này, hoa này. Đấy, bác nào muốn sưu tầm cái hàng nó siêu quả. Mà quả của nó thì lại có cái màu ba thế hệ. Độc đáo. Đầu tiên là màu đỏ. À. Sau đó là đến màu xanh à? Màu xanh, xong màu xanh cho chuyển màu vàng. Đây, vàng. Cái khế năm ngoái em chơi à, đây. Đây. Đấy. Đây nhá, ô quả nó to nhỉ. Vâng, quả to mà. Khế này là khế chua. Bác xem nhá. Đấy. Năm ngoái em chơi đây, vẫn chậu, vẫn cây như thế. Năm nay bắt đầu quả này là quả lớn Tết bác nhé. Chơi vừa Tết luôn. Vàng ghê Tết luôn. Đấy. Cái khế này là một cái khế đáng chơi. Đây cũng tương đối dài rồi. Em xin phép đo cái ấy thôi, cái vanh, cái chậu của nó là được bao nhiêu? Chậu này 60. 60-42. Chiều cao cái khế này thì tính lên đến đây là 97. Đấy, em đo cái vanh thân này thì cái thông số 28 ấy. Cái này giờ bao nhiêu giao lưu được anh Cường? Cái này em xin giao lưu giá 15 triệu. 15 triệu cái khế này nhá. Một cây khế siêu quả. Già và quả của nó thì này rất là hay. Bác là một cây khế và tên chơi cây này quanh năm được các bác ạ. Đấy, chơi một cây đào mười mấy triệu thuê về rồi, chơi cây này thích rất thích. Tiền thuê là đúng, đào thuê cây có khi tiền thuê đã mười mấy triệu rồi. Mà cây này các bác vừa chơi, bác nào mà thỉnh thoảng là có quả ăn. Bây giờ các bác ra chợ mua khế chua, quả khế chua là hơi khó mua đấy. Mà nhiều quá thì các bác vặt, các bác để vào gắn đá các bác ăn dần thôi. Vừa chơi cây vừa được ăn quả. À, đây, tiếp theo bác cho em cây xanh Nam Điền này. Xanh nhá. Đấy, đây cây Nam Điền. Xanh Nam Điền. Đây là cây xanh Nam Điền zin 100%. Cây này thì cơ bản là dễ mà chơi thôi bác. Mỗi cái là đây, cái cành này, ngọn này thì kéo xuống một tí nữa. Kéo xuống một tí như này. Này. Ai lấy thì sao em làm lại luôn rồi. Em đo cái trước xung quanh cái bệ này, bệ gốc này 102. Chiều cao của cây này là được 48. Tàn dài cây này 67. Chậu tàu đẹp lắm, đẹp nhá. Đẹp. Cây này em xin giao lưu giá 10 triệu. 10 triệu cây xanh Nam Điền này nhá. Vâng. Bây giờ báo cáo với anh là đi mua một cái bệ xanh Nam Điền nhỏ nhỏ, nó u cục, nó bán trên mạng là tầm khoảng quay tối clip này 5-6 triệu, nó cũng không nếu để cái những cái phôi đấy về làm chắc 5 năm nữa chắc là ra một cái cây đâu. Bác thấy cái bệ mà chứa thủy này không? Thích không? Chỉ đo cái kích thước xung quanh đây là 1m27. Thước 1m27, chiều cao lên cây này là được 48, được 63, tàn 63. Cái này bao tiền giao lưu? Cái này em xin giao lưu giá 9 triệu. 9 triệu cây em hoa chất thủy này nhé. Một số cây rất đặc biệt trên vườn cây của anh em Mạnh Cường đã chia sẻ tới quý vị các bạn. Xin chân thành cảm ơn.